kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Trình Quỳ Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Tập huấn quyết định về thực hiện chế độ chính sách cho dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Huyện đoàn Quỳ Châu quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020. Cuối chương trình là phóng sự mô hình câu lạc bộ gia đình 4 tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc tại công đoàn các trường học. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2016, huyện Quỳ Châu đã tổ chức tổng kết công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Huyện Quỳ Châu có diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên 99.800 hectare, chiếm 94,4% diện tích tự nhiên. Do nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa và chịu tác động của gió mùa Tây Nam khô, nên nguy cơ cháy rừng trên địa bàn huyện luôn ở cấp 4 nguy hiểm và cấp 5 cực kỳ nguy hiểm. Trong năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy rừng đã được huyện quan tâm như tổ chức tập huấn, kỹ thuật phòng cháy chữa cháy rừng cho nhân dân, xây dựng quy chế phòng cháy chữa cháy rừng với các huyện giáp ranh, hay huyện Như Xuân, Như Thanh của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, vẫn xảy ra hai vụ cháy rừng thiệt hại 1,4 hectare rừng sản xuất. Tình trạng chống chặt phá rừng trái phép và quản lý lâm sản luôn được kiểm soát chặt chẽ. Xử lý 20 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 80,17 mét khối gỗ các loại, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 81 triệu đồng. Trong năm 2015, Kiểm lâm địa bàn xã đã kịp thời kiểm tra, ngăn chặn, tham mưu xử lý 76 vụ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trái quy định của nhà nước. Tại buổi tổng kết, đã có ý kiến của các chủ rừng, đại diện các xã thị trấn với nhiều kinh nghiệm, giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Hội nghị đã trao khen thưởng của Ủy ban dân huyện cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2015, phát động phong trào thi đua bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn huyện Quỳ Châu và cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện với thủ trưởng các đơn vị, kiểm lâm, chủ rừng, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn năm 2016. Sáng ngày 8 tháng 3 năm 2016, huyện Quỳ Châu tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện quyết định số 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Tham dự có đồng chí Vi Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Quyết định số 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, nhằm ghi nhận, động viên những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện các chế độ chính sách này sẽ có những khó khăn nhất định do số lượng đối tượng lớn, thời gian đối tượng tham gia làm nhiệm vụ cách đây đã nhiều năm, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, việc quản lý xác định đối tượng ở các địa phương có những phức tạp. Để thực hiện tốt chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, các cán bộ chính sách các xã, thị trấn, ban chỉ huy quân sự huyện cần phối hợp xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định. Các ban ngành thuộc thẩm quyền cần phối hợp thẩm tra xác minh, xác định chính xác số lượng người tham gia dân công hỏa tuyến của từng xã trong huyện, làm cơ sở xét duyệt ở các cấp, hướng dẫn đối tượng kê khai, lập hồ sơ, tổ chức xét duyệt tập trung, từng đợt bảo đảm nghiêm túc, dân chủ, chặt chẽ, công khai, chính xác, đúng quy trình và các quy định thủ tục hành chính, phân công cán bộ bám nắm cơ sở, kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương và đối tượng chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, không để dồn, đọng hồ sơ. Khi hoàn thành thủ tục, các đối tượng sẽ được hưởng chế độ trợ cấp một lần, thực hiện kịp thời chế độ bảo hiểm y tế và chế độ mai táng phí theo quy định.
Sáng ngày 9 tháng 3 năm 2016, huyện ủy Quỳ Châu đã tổ chức gặp mặt già làng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Quỳ Châu. Đồng chí Lan Quốc Dũng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, chủ trì hội nghị. Toàn huyện Quỳ Châu hiện có 36 già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm qua, già làng, người có uy tín đã phát huy nhiều kết quả trong việc làm nhiều việc tốt như xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phối hợp với các cơ quan ban ngành tăng cường tuyên truyền đấu tranh phòng ngừa tội phạm với 387 nguồn tin cho lực lượng cơ quan điều tra, làm rõ các vụ vi phạm pháp luật. Già làng, người có uy tín cũng là người đi đầu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, như thành lập các câu lạc bộ văn hóa Thái, mở các lớp dạy chữ Thái tại các bản làng, tập hợp các nghệ nhân truyền dạy nhạc cụ dân tộc, dạy hát suối, hát nuân. Nhằm phát huy kết quả trên, năm 2016, toàn huyện Quỳ Châu đã có 24 vị già làng, người có uy tín đăng ký xây dựng mô hình điển hình cấp huyện, như tăng cường việc tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết các khu dân cư, tố giác tội phạm và cảm hóa giáo dục người lầm lỗi. Tại hội nghị, đã trao khen thưởng cho các già làng, người có uy tín có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2015. Sáng ngày 9 tháng 3 năm 2016, huyện đoàn Quỳ Châu tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An và huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2015-2020, cho gần 100 bí thư, phó bí thư các chi đoàn, chủ tịch, phó chủ tịch các hội liên hiệp thanh niên cơ sở, đội ngũ báo cáo viên và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Ngay sau phần quán triệt nghị quyết đại hội, Ban Thường vụ huyện đoàn đã thể hiện tính xung kích của thanh niên, phấn đấu đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống với các giải pháp. Đó là đoàn kết, năng động, đổi mới xây dựng đoàn bền vững, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, xung kích phát triển kinh tế, xã hội, hỗ trợ thanh niên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ đoàn cần đổi mới trong công tác đoàn tại cơ sở mình, góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh để tham gia tốt phong trào thi đua trong năm 2016 và nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 5 tháng 3 năm 2016, tại trường Trung học cơ sở Hạnh Thiết đã diễn ra hội thi nghi thức đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh huyện Quỳ Châu năm 2016. Tham dự có đại diện ban giám hiệu các trường tiểu học, trung học cơ sở, bí thư đoàn các xã thị trấn, giáo viên, tổng phụ trách đội các liên đội tiểu học, trung học cơ sở trong toàn huyện. Hội thi đã có sự tham gia của 8 liên đội đến từ 8 trường trung học cơ sở trên toàn huyện với gần 250 đội viên. Trong quá trình thi, các đội nghi thức phải trải qua các nội dung như đội hình vào vị trí, thực hiện nghi lễ chào cờ và đội hình, đội ngũ, các động tác tại chỗ và di động. Thông qua hội thi, góp phần nâng cao kỹ năng nghi thức đội và chương trình rèn luyện đội viên trong huyện Quỳ Châu. Hội thi cũng là dịp giúp đội viên trong toàn huyện thực hiện đúng điều lệ, nghi thức đội, giúp các em nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của người đội viên, từ đó góp phần xây dựng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của huyện ngày một vững mạnh. Kết quả, hội thi đã trao giải nhất cho trường Trung học cơ sở Hội Nga, giải nhì thuộc về trường Trung học cơ sở Hạnh Thiết, và đồng giải ba được trao cho trường Trung học cơ sở Bính Thuận và trường Trung học cơ sở Châu Bình. Nhiều năm qua, tổ chức công đoàn giáo dục huyện Quỳ Châu luôn kề vai sát cánh cùng người lao động. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, công đoàn giáo dục đã chứng tỏ tổ chức công đoàn là mái nhà chung của lực lượng cán bộ, công nhân, viên chức, giáo viên trong ngành bằng việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Trong những năm trở lại đây, công đoàn đã phát huy phong trào thành lập câu lạc bộ gia đình 4 tiêu chí tại các công đoàn trường học nhằm thúc đẩy phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà cho chị em giáo viên. Trường tiểu học Châu Hội 1 có 31 cán bộ công nhân viên chức, trong đó có đến 28 giáo viên là nữ. Phát huy vai trò phụ nữ, giỏi việc nước, đảm việc nhà, năm 2015, nhà trường đã có 2 cán bộ nữ giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 17 cán bộ giáo viên dạy giỏi cấp trường. Số chị em đạt chuẩn mực gia đình 4 tiêu chí là 17 trên 31, chiếm 54,8%. Tổ chức công đoàn, tổ nữ công đã phát động nhiều phong trào như thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, góp phần quan trọng trong xây dựng nhà trường,
Nhà trường là điểm sáng trong ngành giáo dục của huyện Quỳ Châu, là một trong hai trường về đích đầu tiên trong xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trong ngày ra mắt câu lạc bộ 4 tiêu chí diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như thi tiểu phẩm kế hoạch hóa gia đình, tìm hiểu kiến thức gia đình, tổ chức thi cắm hoa đẹp giữa các tổ nữ công. Trong thời gian tới, câu lạc bộ sẽ diễn ra nhiều hoạt động tìm hiểu các kiến thức quyền lợi, hợp pháp của cán bộ giáo viên, kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc. Câu lạc bộ này là rất có ý nghĩa bởi vì cái tổ chức cái sinh hoạt câu lạc bộ này thì để cho các cái đoàn viên công đoàn, thứ nhất là chăm sóc này, giúp đỡ lẫn nhau. Vì công đoàn trường tiểu học chúng một là có rất nhiều gia đình của các cái đồng chí công đoàn có hoàn cảnh. Đó, có những cái đồng chí thì chồng thì bị bệnh bại liệt năm lâu ngày ấy, còn có nhiều đồng chí thì bị bệnh, ví dụ là đồng chí là bị bệnh là ung thư máu. Rồi có đồng chí thì con bị bệnh ung thư máu nên rất vất vả. Và tổ chức cái câu lạc bộ này để các đồng chí là đồng viên nhau này, giúp đỡ nhau trong mọi cái khó khăn và thêm cái tình cảm thấm thiết hơn giữa các cái đoàn viên công đoàn. Công đoàn giáo dục huyện Quỳ Châu hiện có 35 công đoàn trường học và hiện nay có 7 công đoàn đã tổ chức thành lập câu lạc bộ gia đình 4 tiêu chí: no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Công đoàn xác định ngoài việc hoàn thành công việc đối với cơ quan trường học thì gia đình rất quan trọng đối với mỗi cán bộ công nhân viên chức. Thành lập câu lạc bộ nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, gìn giữ các giá trị văn hóa gia đình truyền thống như ông bà, con cháu gặp gỡ, trò chuyện và trao đổi nhiều việc mang tính chất gia đình. Đồng thời, các giá trị đạo lý truyền thống, thuần phong mỹ tục như anh em như thể tay chân, lá lành đùm lá rách, thể hiện trong việc giúp đỡ các đoàn viên trong công đoàn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, như vận động xây dựng căn nhà mái ấm công đoàn, vay vốn trong lúc khó khăn hoạn nạn. Nhằm mục đích là hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, là cùng chia sẻ những cái công việc, kể cả trong công việc trong hàng ngày của mình, cái nhiệm vụ, cái trọng trách của mình được tập thể giao. Ngoài ra, nó còn giúp đỡ nhau, chia sẻ nhau trong những cái niềm vui, nỗi buồn và những cái khó khăn trong cái sinh hoạt đời thường của mỗi gia đình. Và cái ý nghĩa quan trọng hơn, tức là cùng nhau để mà tương trợ, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, để động viên nhau cùng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Và cái nội dung của cái sinh hoạt câu lạc bộ gia đình 4 tiêu chí nó thể hiện rất rõ ràng trong cái nội quy, quy chế của các đơn vị. Từ các hoạt động của câu lạc bộ gia đình 4 tiêu chí, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc đã tạo điều kiện môi trường thuận lợi giúp đỡ chị em phát huy năng lực, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, xây dựng đội ngũ nhà giáo theo yêu cầu, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động. Từ đó, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo của huyện trước mắt và trong tương lai. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Quỳ Châu xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại qua cổng thông tin điện tử huyện Quỳ Châu tại địa chỉ website www.quỳchau.ngan.gov.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.